Còn bên đây chi này là tầm bao nhiêu người ở, bao nhiêu người họ? Mình đi ít lắm, dễ trơn rồi. Còn họ không còn bao nhiêu người hết hả? Tầm hơn 30 người hả? Hơn chứ. Rất mấy người mà trừ á, mình đang ở đây vậy nè. Mấy người họ mà đang ở đây á, là thường họ ở diện visa gì? Đầu tư hoặc là lao động. Visa đầu tư hoặc là đi qua đây lao động. Có một số người thì họ làm visa kết hôn. Visa kết hôn thì họ lấy vợ Việt Nam thì họ ở đây. Có ví dụ mà visa du lịch thì họ có bị cản ở đây, họ có chấp nhận là do họ chị? Không, visa du lịch không được ở lại. Bởi vì bắt buộc là phải về nước luôn á. Rất nhiều ví dụ về nước. Những người họ mà đang ở bên kia, chờ họ muốn vô Việt Nam mình á, họ muốn qua đây họ ở thì họ phải khỏi chị. Chỉ có thể những loại visa mua là được. Nếu như họ qua Việt Nam từ thời điểm dịch bệnh này á, là bắt buộc họ phải có visa đầu tư hoặc là visa lao động. Lao động là đặc biệt dành cho chuyên gia, những người nó có tay nghề cao ở Việt Nam hoặc cần thì mới được qua nhập khẩu cảnh vô vực. Và công ty bảo lãnh đó là công ty nó phải hoạt động kinh doanh thực tế thì mới được. Hoặc là đầu tư hoặc là phải là đi qua kiểu lao động nhưng mà phải thu dọn là đặc biệt luôn. Cho mấy quạt với chị bơ á út. Chị nghĩ sao rất là chặt, không có gì tờ. Rất là chèn ngùa hơi cái loại visa đó là họ không qua được nữa hả? Người Việt Nam, Việt Kiều về nước lại được. Thứ hai là chuyên gia qua Việt Nam làm việc là có giấy phép lao động tại Việt Nam thì được. Trường hợp thứ ba nữa là đầu tư, bỏ tiền ra thành lập công ty hoặc là đầu tư bất cứ cái gì tại Việt Nam mà theo chính phủ Việt Nam cho phép thì được nhập cảnh. Ví dụ như là mấy cái visa nó tốn tầm khoảng bao nhiêu chị? Chi phí tầm bao nhiêu? Ví dụ như chi phí mà làm cho sở thì nó tầm mười mấy triệu, 10-12 triệu thôi. Nhưng mà dịch vụ đi làm hồ sơ nó rất là lâu, rất là khó, rơi vào tầm 1.000-1.200. Từ 3 tỷ trở lên á, từ 3 tỷ, 4 tỷ, 5 tỷ á, thì rơi vào tầm khoảng 2 năm, 3 năm tỷ là... Cho dù 2 tỷ 9 cũng chỉ được có 1 năm thôi. Tức là hiện tại bây giờ em thấy cũng hơi bị nhạy cổ á. Nó kiểu lâu visa có vẻ khó hơn hồi xưa. Khó nhiều chứ. Còn mà mấy visa du lịch là cho về nước hết. Tại chi đợi nó nhiều về nước thì sợ lắm quá. Với lại 2 năm rồi có làm việc đâu. Qua đây chủ yếu làm về du lịch đúng không, nhà hàng, khách sạn, karaoke, spa các kiểu đúng không, bây giờ có khai thác được cái gì đâu. Nó cái nó đáo hết mà. Thì bắt buộc phải về. Nói chung á là bữa đi làm visa thì nó visa mà an toàn mà quyền lực nhất á là bây giờ là visa kết hôn. Mấy cái bạn Hàn Quốc hay là những người mà nước ngoài mà kết hôn với người Việt Nam mà có visa TT á được 3 năm. Như chị là có lồng visa cái khâu hả? Này tất cả các loại. Là visa cái khâu, visa đầu tư, visa ấy thì có hết. Visa cái khâu là visa làm sướng nhất. Vì nó an toàn nhất nữa. Vì an toàn nhất vì người... Như bên chị nó dùng visa cái khâu là bao nhiêu tiền? Rơi vào tầm khoảng 280-320. 280-320 triệu rồi. 320 đô. Đô. Một cái thẻ như vậy, một cái thẻ như vậy là bây giờ chị đang làm là từ 280-320 đô đúng không? Mà được visa 3 năm. Cái lần visa cái khâu rẻ luôn á chứ. Nhưng mà vấn đề ở chỗ là người ta phải cái khâu thực sự, đâu phải ai cũng đi cái khâu đâu. Chị mới có nhiều người họ lợi dụng cái visa cái khâu á kìa, kiểu họ cái khâu theo hợp đồng á. Có chứ. Cái đó mình không kiểm soát được. Không, cái đó mình biết. Chị chỉ làm dịch vụ mà tông cung cấp đầy đủ giấy kết hôn, tất cả mọi thứ là chị. Thế hai người nó có yêu nhau rồi cưới cái nhau không thì mình không biết được đúng rồi đó. Nó
nói chung đều mình sẽ có một ít kẽ hở. Ba em muốn cái khâu này, em muốn cái khâu liên hệ em nha. Rất là bây giờ chứ đó tụi em là làm việc là bây giờ bên kia là liên quan tới mấy cái YouTube tụi em quay là cái liên quan tới du lịch hả, ẩm thực hả, quay về bất động sản nè, căn hộ rồi đó. Thì người ta xem rồi kiểu cũng giới thiệu cho họ. Thì có nhiều người phụ thì người ta tiến á, nhiều người rất là thích ở là bên đây chơi nè về đất. Thì cứ đưa thông tin qua rồi chị cung cấp thông tin rồi làm. Thì thí dụ như thời điểm thì họ chưa qua nhưng họ tìm hiểu trước. Tìm hiểu trước tới khi mà họ qua được thì họ đúng rồi. Cũng như nhiều người Hàn Quốc họ liên lạc họ hỏi cái visa đầu tư, từ vì Hàn Quốc họ muốn chị làm visa đầu tư cho họ ở đây sẽ để họ sau này họ qua là họ làm việc đó, thì họ cũng hỏi, nhiều người hỏi. Em dích xin đủ chưa? Chưa đủ hả? Em mới có một mũi. Vì vậy em không có một mũi giống. Chiều này dích là bẻo nè. Em chưa được keo luôn. Chiều này chị dích một rưỡi. Tức là ví dụ như mà em bị bẻ tí thì vẫn dích được chứ bộ. Thì mình kêu bị bẻ tí thôi. Không liên quan chị. Đau ra đau sốt thì đâu. Mình bình thường mà. Có ảnh hưởng chị đâu? Em là 21 nên là tới hạ phải dích nè. Nhưng mà chưa thấy bên thành phố nhắn tin chứ. Trong tuần, chú Thu nhắn tin là trong tuần đi là chắc chắn là xong. Em nghe họ kêu là trong tháng 11 này là chắc hết đó. Visa Center. Ở đó, chị Nguyễn nuôi cá này nè chị. Thấy không? Đó, cá bơi bơi lội lội. Ta đã nhờ. Nhưng mà có 7 màu thì có 7 màu lô rồi. Cái bản này, cái bản mà pha ca hả? Có cái trang web đó, em lên á, em lên visa.com á, muốn biết thông tin thêm thì lên cho nó xem. Em lên visa.com. Liên hệ Mick Nguyệt Moon. Mọi người hãy liên hệ em nhé. Xin chào mọi người. Bye bye. Channel 신청하시는 분들 안녕하세요. 자, 저는 오늘 상둥이와 약속을 잡았습니다. 제 친구 두 명 기다리는 동안 여기서 다낭에 있는 유명한 커피를 구경시켜 줄게요. 그 이 커피는 바로 시내 위치에 있어요. 이 커피를 원래 알면서 제가 처음에 와봤어요. 예쁘죠? 너는 여기 이름은 피커피라고 부르면 돼요. 제가 들어가 볼게요. 제 커피가 나왔습니다. 제 식견 커피는 그 계란 커피입니다. 맛있게 보여요.
một ngọc. Cái gì đó? Lục đạo. Hà. Trời đang nào? Có bùi chưa? Ông băng sẻ đây nè. Băng lô sẻ đây nè. Đấy là từ đi ra nãy giờ luôn ra. Tâm định với là Đại Hát Nam. Đại Hát Nam đi đòi kiếm được luôn. Tại vì con gần Hát Nam đầu 2 tháng rồi đấy. Nhưng mà hôm qua kìa, ông sếp mà ta giữ ông bé kêu khách đông qua rồi mi ơi. Mà cái khách là mấy công quan nó qua là phải chịu 50.000 viết đê luôn á mày. Đúng rồi hả? Người Hồng Quốc hay là người Nga? Ta thấy cái trong là người nước ngoài mà qua Việt Nam mình á. Là chịu 50% 50.000 viết đê là phí á. Phí cách ly hả đăng nè? Ly đồ. Nói chung là chịu hồn. Nói chung là mình liên kết với công ty du lịch. Dự định là qua ngày qua rồi chứ. Không mà một số người qua năm mới người Hàn Quốc hả? Không mà do đây này mà trưởng dịch lỡ thì ở Quảng Long là dịch lỡ các làn bên đây thế mấy bên đây phía nam bắt đầu khi mua tụi bay đi nhà thở chủ nhật hỏi tuần chủ nhật tụi bay là đạo gì đạo tiên lành đúng không? Tiên lành ý là hầu nó là gia đình có gia đình mới đẹp theo đạo tiên lành luôn hả đây trong là cả gia đình theo là lúc theo năm mấy trước năm ta sinh ra nhưng là khi ta với là Billy mà sinh ra là đã biết mình theo đạo rồi đầu xanh đó là nếu mình đi vô là có cần rửa tội không ta? Không mà đạo tiên lành không có cần rửa tội nếu như mi thực sự mà tin nhận Chúa là mi được tha tội là tin Chúa thật có là được đưa vô trong từ khi mình sinh ra là từ đến bây giờ luôn hả? 26 năm. Nhưng mà cái đạo đó là hắn đăng vậy, hắn có cúng gì không? Hắn có thờ cúng chăng hay là đăng? Đạo đó là tiên tú. Tiên tú ông trời. Tiên ông không thờ cúng. Không thờ cúng. Nói chung là họ kêu là bên đạo nào cũng tốt hết. Cũng dạy là có hiếu với là ba mẹ đi kia. Đạo tiên lành cũng không ngoại lệ. Cũng dạy phải hiếu kính cha mẹ nuôi. Chớ trọng mà nói ô, em có tận hai kia.